Chiều và tối nay, giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup 2017 bước sang ngày thi đấu thứ tư, ngày thi đấu ở lượt trận cuối vòng bảng với 3 trận cầu. Trong đó đáng chú ý là các trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp Suwon Hàn Quốc, tranh chấp vị trí nhất nhì bảng A và trận tranh tấm vé vào bán kết ở bảng B giữa các cô gái trẻ Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Ở trận đấu đầu tiên của ngày thi đấu thứ tư, tuyển sinh viên Nhật Bản tiếp tục có thêm một chiến thắng trước tuyển trẻ Thái Lan. Ở trận đấu này, trong nửa đầu hiệp thi đấu thứ nhất, các cô gái trẻ Thái Lan đã gây được ít nhiều sóng gió cho đối thủ khi chơi ăn miếng trả miếng và ghi được những điểm số quan trọng. Nhưng sau khi các tay đập của tuyển sinh viên Nhật Bản bắt đầu triển khai lối đánh giãn biên trước sự tỏa sáng của số 3 Iramura với cái cổ tay trái rất dẻo và tuyển sinh viên Nhật Bản đã giành thắng lợi ở hiệp đầu với tỷ số 25-17. Ở thế trận một chiều, trong hai hiệp đấu tiếp theo, tuyển trẻ Thái Lan chấp nhận thua trận với tỷ số cách biệt ở các set là 25-6 và 25-10. Với thắng lợi này, tuyển sinh viên Nhật Bản chiếm vị trí nhất bảng B và giành quyền vào bán kết. Suất vé còn lại sẽ được định đoạt trong trận đấu giữa tuyển trẻ Việt Nam và tuyển Indonesia. Trận đấu được người hâm mộ chờ đợi nhất trong ngày thi đấu thứ tư chính là cuộc đọ sức giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và Suwon Hàn Quốc để tranh chấp vị trí nhất nhì bảng A, khi hai đội đều đã giành thắng lợi trước Đại học Bắc Kinh Trung Quốc ở những trận đấu trước đó. Và ở trận đấu này, chắc chắn Huệ và các đồng đội sẽ cần phải thi đấu nỗ lực hơn nữa để tìm kiếm một chiến thắng nếu như không muốn đối đầu sớm với tuyển sinh viên Nhật Bản, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch VTV Cup lần này. Nhân chuyến